Bị đồn lấy chồng đại gia, Quách Phượng đang đàng nói điều này khiến ai cũng choáng. Trước tin đồn thất thiệt về bản thân, bà mẹ đơn thân đã chính thức lên tiếng. Những ngày vừa qua, thông tin bà mẹ đơn thân Quách Phượng, người được biết đến rộng rãi sau ca phẫu thuật chỉnh sửa gần hết gương mặt, chuẩn bị lấy chồng đại gia, nhanh chóng phủ sóng khắp mạng xã hội. Thông tin bắt nguồn từ nhiều trang báo nước ngoài ở Trung Quốc, Malaysia, Singapore, những nơi Quách Phượng chưa bao giờ đặt chân tới. Không những chuẩn bị lấy chồng giàu, cuộc đời của Quách Phượng còn được theo dệt bởi nhiều tình tiết ly kỳ, chẳng kém gì phim truyền hình. Do đó, mỗi bài viết về cô đều nhận được rất nhiều lượt xem và chia sẻ trên mạng xã hội nước ngoài trong những ngày qua. Tuy nhiên, nếu như theo dõi Quách Phượng kể từ những ngày đầu nổi tiếng, nhiều người chắc chắn sẽ thấy thông tin này hoàn toàn vô lý. Trên thực tế, Phượng chỉ mới bước sang trang mới của cuộc đời kể từ 2 tháng trước. Với sự quan tâm của dư luận, Phượng đã có cơ hội rời quê Đắk Nông để lên thành phố Hồ Chí Minh làm việc và hoàn thiện nốt công cuộc trùng tu nhan sắc. Không còn thức khuya dậy sớm lên rẫy như những năm về trước, giờ đây Phượng có thể thoải mái tới những hàng quán nhộn nhịp ở Sài Thành. Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội hay giao lưu trực tiếp, Phượng đều nhận được hàng loạt câu hỏi về chuyện tình cảm và cô đều từ tốn trả lời rằng mình vẫn còn độc thân. Chính vì vậy, khi biết được thông tin không đúng sự thật trên báo nước ngoài, Phượng đã tỏ ra vô cùng sốc. Sự bất ngờ của cô được thể hiện trên chính dòng tattoo mới nhất với nội dung: "Đã bảo là ế mà, không ai tán mà đâu ra đại gia cưới, ế là số thế mà." Có lẽ sự lột xác của Phượng quá thần kỳ khiến báo chí nước ngoài cũng choáng váng, vậy nên cô đã bất ngờ trở thành nhân vật trong các bài viết của họ. Chỉ có điều, nổi tiếng thường xuyên đi kèm với tai tiếng và chắc chắn Quách Phượng cũng lường trước được điều này. Bị cả làng chê cười ế vợ cả đời, thanh niên kém sắc gây choáng vào ngày đưa bạn gái về ra mắt. Chàng thanh niên xấu xí làm cả làng không dám tin khi nhìn thấy mặt cô dâu trong ngày ăn hỏi. Thời gian gần đây, hình ảnh hàng loạt của những cặp đôi đũa lịch khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Sự chênh lệch hoàn toàn về ngoại hình, gia cảnh đã giúp họ viết nên câu chuyện cổ tích về tình yêu giữa đời thường. Hình ảnh chàng trai xấu xí xuất hiện bên cạnh bạn gái như hot girl khiến nhiều người tròn mắt. Mới đây nhất, trên trang thông tin của Thái Lan đã chia sẻ hình ảnh của cặp đôi đũa lịch khác xa nhau về ngoại hình. Hình ảnh của anh chàng xấu xí và người yêu như hot girl đã khiến nhiều người ghen tị và ngưỡng mộ. Được biết, anh chàng là người Campuchia nhưng sang Thái Lan sinh sống từ khi còn nhỏ. Vì có ngoại hình có phần khó nhìn nên luôn bị những người xung quanh chê cười, dè biểu. Xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, anh đều phải đối diện với những ngón tay chỉ trỏ, chê cười. Luôn mặc cảm về ngoại hình nên anh chàng đã cố gắng học tập để có một công việc đáng mơ ước. Sau đó, chàng trai đã gặp gỡ và được một cô gái xinh đẹp người Thái Lan hết lòng yêu thương. Sau thời gian tìm hiểu, hai người đã quyết định đi đến hôn nhân. Trong lễ cưới, chàng trai khiến hàng xóm ngỡ ngàng khi nhìn thấy mặt cô dâu. Họ đều không ngờ rằng một chàng trai xấu xí lại có thể lấy một cô vợ xinh đẹp đến vậy. Bằng tình yêu chân thành, cả hai người đã cho mọi người chứng kiến một tình yêu hoàn hảo, một câu chuyện tình hạnh phúc.